Rồi, chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh Dụng Bonsai nhé. Hôm nay mình mua cái cây này về. Đấy, bây giờ là nó cái lá cái hoa nó không đẹp. Đấy, bây giờ mình ra mình lấy cái giống của cái cây này này. Đây. Cây này, đấy mình cắt mình chọn những cái cành mà nó đúng tuổi ấy, nó chuyển sang màu vàng ấy. Là mình lấy cái phôi này về mình ghép ra nó 12 cánh mà nó hoa nó bự ấy. Nó to lắm. Hoa to nó đẹp đấy, mình lấy là mình ghép vào cái phôi mình mới mang về. Đây, lấy cái này nó đúng tuổi này. Đấy. Rồi, mình cắt những cái non này mình chỉ lấy cái chỗ nào nó đúng cái tầm của mình ấy. Đấy, thì nó mới đẹp được. Đây. Đấy, cắt cái đoạn này, non này đi, lấy cái đúng cái chỗ cái già này. Đấy, để lại một tí cái lá thở cho nó. Đấy. Bấm đi, bấm cái này đi. Rồi đây bây giờ mình để mình ít phôi đã. Bấm lấy đoạn đúng chuẩn đấy, cắt hết cái lá non đi. Lấy cái đoạn phôi này. Rồi cái này nữa. Đấy, cắt cái lấy cái chỗ này đúng tuổi của nó này. Nhớ là cái bo ghép của nó là nó đúng tuổi, đừng có non quá, đừng có già quá. Ghép nó không có ăn đâu. Bấm mấy cái đầu lá này. Rồi. Bây giờ mình ghép cho các bạn xem nhé. Đấy. Trước khi ghép thì mình bấm bớt cái đầu đi đã. Đầu này bữa bữa thằng em nó ghép nó bị chết đấy. Bây giờ mình ghép lại. Ghép lại mình chọn cái giống mình. Cái này nó nhỏ thì mình lấy cái dao lam thôi chứ không cần phải lấy cái dao lam mình chích nó ra, chích cái đầu ra. Đây này, cái này. Chích cái này ngay cái chỗ cái thân da của nó, đừng có chích vào cái thân gỗ nó. Chích ngay vào cái đầu của nó ấy. Vót như cái nêm, vót hai đầu. Vót bên này, vót bên kia. Đấy là xong. Vót đúng như cái nêm. Vậy là mình bỏ vào ngay cái chỗ mình lấy dao mình chích cho ngay cái chỗ cái da của nó ăn nhanh hơn là mình cho vào cái thân gỗ. Đừng bắt đầu cho vào thân gỗ nhá. Đấy, lấy cái dây này mình quấn lại. Đấy, quấn rất đơn giản mà thôi. Đấy, quấn nó vừa tầm tay cho nó chắc rồi. À, còn hai chỗ này nó liền nó ra mập. Đấy, cứ quấn mà. Quấn nó vừa tầm tay, đừng ép chặt quá lại khô mất nước, mà mình ép lỏng quá thì nó không ăn. Thút nó lại. Thắt đi nó gọn. Rồi cái này nó già rồi, bấm đi. Bấm đi, chích vào đấy ghép luôn. Đó, lấy cái dao lam cũng chích ở cái đầu ra vào, chéo 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 từ ngoài vào. Kéo nó vào cuốn xuống. Rồi lấy tiếp cái phôi đúng cái màu vàng vàng này. Đấy, vuốt hai bên, vuốt vuốt cái cạnh này đi, rồi lại nhét vào. Cái mai này nó dễ sống lắm, rất đơn giản, không cầu kỳ gì đâu. Cái quan trọng nhất là mình phải che được. Đấy, quấn cho nó vừa tầm tay, lấy cái dây quấn lại. Nói chung cái dây nào cũng quấn được hết đấy. Keo rồi là lấy cái băng keo đen cũng được, nhưng mà mình hay quấn cái này cho nó nhanh. Đó, quấn đại như vậy lúc mình nó ra nó liền, cái lấy cái dao ra làm chích phát là xong. Xoay hai vòng vòng nữa đấy cho nó khỏi chụt ra. Rồi đây cái mầm trên này. Cắt cái này đi. Cắt bớt đi cho nó mới lại. Chích tiếp. Chích cái ngọn trên này này. Đó. Chích từ trên cái mép ra. Chứ đừng có chích vào cái thân gỗ. Thân gỗ nó không ăn đâu. Mình chích vào cái mép ra ngoài. Xong mình vuốt hai đầu. Rất đơn giản. Cứ vuốt hai đầu nó như kiểu cái nêm ấy. Là nhét vào xong là quấn lại thôi. Không cần cầu kỳ.
mà đừng có ghép cái non quá, cái non quá nó không, nó héo nó không ăn được, mà cái già quá nó chậm phát triển đúng cái tầm tuổi của nó, cái chuyển cái màu nó sang màu vàng ấy. Đấy, cái bo nó đừng có, nó lấy to quá nó không nên lấy nhỏ quá, lấy vừa vừa tầm này, này nhanh lắm, 20 ngày là nó ok, nó bật mầm quấn lại, quấn cho nó vừa tầm tay cho nó chắc lại, cho nó hít lại, quấn hết luôn. Đấy, cứng lại, xoay lại thêm vòng nữa, thiết lại cho nó khỏi bung ra, cắt cái đầu dây này đi. Đó các bạn thấy không, đơn giản lắm, nhanh, cần gì cầu kỳ đâu mà lại hiệu quả. Bấm cái đầu này đi để cho nó mới lại. Rồi lại cũng chỉ cái này, nó cũng chỉ có dao lam chích thôi, chích ngay cái đầu ngoài đấy, là cũng cái da bên trên này thôi, chứ đừng có chích vào thân gỗ. Nhiều người cứ chích chẻ vào giữa ấy, cứ bảo sao nó chết, nó bừng gỗ, nó đâu có ăn được đâu. Mình chích vào cái da của nó ấy, thì mình nhét vào nó có hiệu quả cao được, mà nó nhanh, hay vót cái đúng tuổi nó là nhét vào thôi. Chứ nhiều người em chẻ vào cái thân gỗ cũng cứ bảo sao nó lâu, mà vào cái này cái là nó ăn luôn à, cái da, cái tế bào nó ra, nó vào cái thân này nó nhanh lắm. Lấy cái này quấn lại, đó, đơn giản, đàn dổ gì, buộc nó lại, không có cái gì mà khó khăn, chỉ mình cứ ghép mà vài lần là nó quen thôi, có gì đâu. Quan trọng cái ghép thì ai cũng ghép được, nhưng mà mình phải che cho nó, cái này dây này nó ấy quá, nó ngắn quá, lấy thêm cái dây dài một tí này, dây ngắn quá nó không đủ, đây, cái dài hơn quấn cho nó đủ, đấy, chứ kia nó ngắn quá nó không đủ, nó không đủ độ chắc, đó, quấn sao cho nó kín lại. Quấn xong tí lấy cái giấy bóng phủ kín lại là xong. Buộc cho nó chắc lại, đừng cho nó có tụt lại, nó lay gió nó lay là nó hư. Rồi chích tiếp cái bên này, ghép mà cho nó nhiều, sau là cái nào nó hư thì bỏ. Cứ ghép hết mà. Trông ở đây. Đó, chích cho nó vào đấy, lại vót vậy thôi, cứ kiếm cái đúng tuổi. Cái bo này nó nó non ngoài đầu, chứ là mình cắt hết cái, lấy mình hai mắt, cứ hai mắt một, hai mắt một, rồi lại tước lại, bắt đầu là lại bó lại. Đơn giản lắm các bạn ạ, tôi ghép suốt đấy mà, không có gì dễ bằng ghép mai. Ghép sau này nó liền lại là một thời gian, nó hít lại là nó lại đẹp, đâu có phát hiện được cái nốt ghép đâu, mà cái hoa nó lại đẹp, nó bền, hoa nó to, nó bền, mình chọn được cái giống. Chứ còn nếu mà mình không 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 chọn giống thì cái cây mai mà cái hoa cũ của nó không có đẹp được. Cái thứ hai nữa là mình ghép như này là theo ý muốn của mình, nó mọc đúng cái chỗ của mình. Còn nếu mà để nó mọc cả bên trong, nó mọc cái này như cái mầm ở chỗ bên dưới chỗ tay tôi này, bây giờ nó mọc cái mầm mới ra đấy, nó không đúng chỗ, nên là phải ghép lại sao nó đúng tầm ra, ra đó rồi nó, mình chia tay tán ra là nó đẹp. Cũng chỉ lấy lưỡi lam chích vậy thôi. Cái mầm mà mình ghép ở thân ấy, nó chậm hơn là cái mầm mà nó đã mọc ra rồi, mình ghép ngay vào cái chỗ mầm mọc ra là nó nhanh lắm, chích luôn vào cái đầu này nó nhanh lắm, nó sung hơn. Cái này con dao này không được, dao này nó trượt, thì cứ lấy dao lam thôi. Đấy. Lấy dao lam chích vào, tiếp tục lại vót cái cắt, để lại một tí lá thở này, đó, đấy, vót hai bên nhé. Vuốt hai bên như cái nêm ấy, lại bỏ vào thôi. Nhanh gọn mà cái cây này sau này nó giá trị. Lại quấn lại, cứ cho nó vừa tầm tay, mình đừng siết chặt quá. Siết chặt quá nó dập nước nó cũng chết, mà mình để lỏng quá thì nó rung nó không ăn được. Nó đúng vừa tầm khít của nó. Cây này về sau nó ra là chia tay tán, nó đẹp đấy. Giờ nhìn nó mới phôi thì bao giờ nhìn nó cũng xấu, nhưng mà khi nó ra tay, nó ra lá rồi nhìn đẹp lắm, có duyên mà.
mình ghép sống ngon lành cành đào thì các bạn có nhu cầu mua thì điện thoại cho mình. Mình lại để cho. Đấy ghép thì mình bỏ cái giấy bóng vào mình thổi cho nó tí cho nó mới sống, chứ không thổi nó không sống đâu. Không khí nó vào, gọi là oxy nó vào đấy. Mà mồm là phải đánh răng nhá, mồm mà mình không đánh răng mà nó hôi là nó cũng ấy đấy, mình phải đánh răng trước khi mình ấy. Phải đánh răng trước khi mình ghép. Ừ. Đấy, buộc chắc lại. Đây còn bên này nữa, phủ lại. Đừng uống rượu nhá. Nhiều ông máu rượu uống vào cây nó say luôn này. Kiểu mình uống rượu xong mình không đánh răng cho nó có hơi rượu mình đi mình làm ấy. Nó bị. Buộc cho nó kín lại. Kín lại là ok, xong rồi tí lấy cái lưới đen giảm nắng ấy mình che lại. Nó cứ vậy là phủ vào thôi. Thổi vào xong rồi phủ vào. Sáng mấy hôm nữa mà ghép cây là đâu có dám uống rượu đâu mà. Uống rượu mình thổi vào cây nó xỉn luôn này. Nó say theo mình luôn. Nó có hơi rượu là cây nó cũng không thích lắm đâu. Cây nó đâu có nghiện rượu đâu, chỉ có anh em mình mới nhậu nhạt với nhau thôi. Như này cái hôm nào chuẩn bị ghép cây thì đừng uống rượu nha, đánh răng sạch sẽ nha. Đấy, cái này như kiểu là oxy nó vào ấy. Đấy, mình bỏ vào một cái là mình cuốn nó lại, làm cho nó kỹ, đừng cho nước nó vào. Mùa mưa này là ghép mùa mưa này là nước nó hay vào, nên là mình cố gắng mình buộc cho nó chắc lại tí, mưa nước mưa nó khỏi thấm vào. Mùa mưa này là nước mưa nó hay thấm lắm. Nên mình để cho nó kỹ lưỡng tí, đừng cho nước mưa nó vào, mưa nó chảy vào là nó thối. Cái dây bóng này nó cũ rồi, nhặt được cả cái bữa đấy, cái mầm nó chết ấy. Nó chả sao hết, miễn sao nó kín là được. Cứ vậy là quấn cho buộc chính chắc lại được rồi. Đây này, cái cây này về trước thằng em nó ghép mà nó non quá, các bạn xem đấy, theo nó non quá, nó khô luôn, chết khô trong luôn này, bỏ luôn. Đấy, đây này, nó khô cái đầu nó đâu có sống đâu. Rồi cái này nó ấy, cái này là nó nóng ấy, ngay cái chỗ bức tường này nó nóng ấy, mình cho cái này cho nó đỡ phả nóng lại cho nó mát. Bỏ cái này vào cho nó mát gần cái bức tường nóng. Giảm nhiệt lại, chúng ta mình lại lấy tiếp tục lưới đen. Nói cho mình biết. Đấy, mình xong rồi là mình quấn cái cây lỗ ô này vào để cho mình tí mình che cái lưới để nó khỏi gãy cái ngọn. Và mình cho mấy cái dây nhôm vào. Mình quấn cái dây nhôm vào để cho nó khỏi động chạm vào cái lưới của mình. Đây cái gốc này, thấy không? Gốc đẹp lắm. Này nó đế thú. Che lại, tí nữa mình che lại cái đế lại cho nó mát. Rồi, cái này mình che cái lưới đen này xong ấy. Đấy, để cho nó khỏi mất nước là một. Cái thứ hai nó nắng nó khỏi ấy. Rồi video đây là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ cho mình một like và đăng ký để nhận được cái video mới nhất nhá. Mình còn nhiều cây lắm.
cảm ơn các bạn rất nhiều.